Clip của ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc máy All One của HP. Thì có rất nhiều bác, có nhiều gia đình thì các bác cũng đang tiết kiệm là cho các con học này, học tập này, học hè hay là chơi đấy, hay là chơi học xem trên những chiếc điện thoại của mình thì những cái đấy thì nó sẽ phải nói là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến mắt của cháu sau này, và đến cận thị và khiếm thị, rồi là khiếm thị đến khác rồi nói rồi, nên nó ảnh hưởng rất nhiều, rồi gù lưng vân vân nhiều lắm. Để đầu tư một chiếc máy thì các bác nghĩ là mất vài triệu, nhưng mà khi các bác cho con các bác xem điện thoại nó nhỏ tí thì sau này nó còn tốn tiền các bác rất là nhiều, và sau này nó ảnh hưởng tương lai nó rất là lớn. Chiếc máy này thì em đã giới thiệu rất là nhiều rồi, hôm nay lại về được tiếp này, máy HP này này, tiếp tục laptop về tiếp được này, laptop này, rồi điện thoại nữa, chút nữa em sẽ quay này. Điện thoại toàn iPad đây, toàn quả táo nhá, iPhone, iPad 4, iPad 2, iPad mini có tất. Đây là chiếc máy tính HP em Tuấn đang dùng tại bàn làm việc của em. Các bác thông cảm nhé. Nhà có cháu nhỏ mà, đây này, bác nhìn này. Nó vẽ nó bới này, nó dán khắp nơi luôn. Vẽ nó bới nó không thông thông cả. Không thể dọn suốt được. Đấy. Hai nhỏ nó nghịch. Đối với con này thì là ở trên trang em đã giới thiệu cho bác rồi, có mức giá là 5 triệu 9. 5 triệu 9 một bộ máy tính này. Con màn này là màn 21 inch. Màn 21 inch rất là to luôn, nó phải nói là quá to luôn. Nó đang chạy bản Win 10 Pro và cấu hình con này. Con máy tính này nó gọi là con máy tính cây, nhưng nó không như những con máy tính bán tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Con này all one là tất cả trong một. Có nghĩa là máy tính gồm có RAM, chip, ổ cứng nó đều được nằm ở trong tất cái màn hình này rồi. Nó không có cái cây nằm ở ngoài đâu. Bình thường là bộ máy tính thì nó còn thêm một cái hộp KCS, cái cây nằm ở bên cạnh ở ngoài. Nhưng con này nó họ đưa tất vào trong cái màn hình này luôn. Không có cái gì nữa, cắm trực tiếp vào những cái con chuột này nhé, bác cắm vào đây cho em nhé. Sau này các bác cắm hết vào đây cho em. Ở đây này, nó có cổng USB. Cổng USB bác nhìn chưa? Bốn cổng USB này, cổng HDMI này, cổng mạng LAN, tất cả nằm ở đây hết. Nó cắm vào đây cho em. Còn đây em giới thiệu em cắm vào đây cho nó nhanh nhé. Đấy. Con này 5 triệu 9. Cấu hình là chip Core i5 mà lại đời đầu cao luôn, chứ không phải Core i5 nhá. Bác nhìn con chip này này. Đấy. Con này con chip Core i5 có nhìn chưa? Con chip Intel Core i5 6500. Nó tóm lại đầu 6. Đầu 6 này nó còn cao gấp mấy, nó còn cao hơn là con chip Core i7 và đầu 3 bác nhá. Chú ý với em, nhiều bác không hiểu. RAM 8 GB luôn ạ. Ok chưa? Một con màn như này, và con này thì bắt wifi luôn ạ. Những dòng này em sẽ lắp thiết bị bắt wifi hết cho các bác luôn. Về các bác không phải cắm dây đâu. Không cần có dây. Đấy. Bác không cần có dây luôn ạ. Ổ cứng 256 GB. Đấy. Mức giá 5 triệu 9. Với những chiếc máy như này thì rất hợp lý cho các bác có đưa cho các cháu học. Ở phía trước đây, đây là tất cả là dàn loa nhé. Loa của nó để ở đây luôn. Chạy loa hết dưới này. Loa này. Đấy. Ở trên này camera. Camera chính giữa. Để em bật đèn lên cho nó sáng cho tí cho bác. Em bật tí đèn điện lên cho nó sáng cho bác. Đấy. Thì báo cáo các bác là đây, không đây là con camera, mắt camera này. Mắt camera các bác có thể này, có thể chặn nó lại này, che lại hoặc mở. Đấy. Hai lỗ mic chưa? Đây, Tokyo Japan. Đấy, tóm lại là những cái bộ máy như này các bác cho chạy suốt ngày thì được vĩnh viễn luôn. Đây. Bên cạnh này có một khe thẻ nhớ bác nhé. Khe thẻ nhớ, tai mic. Đây là mic này, cặp tai nghe này. Hai cổng USB và đây là nút nguồn. Đấy. Được chưa? Tất cả cái dãy bên trên này của nó là tản nhiệt lên trên hết. Con này có thể kéo lên nhá, các bác có thể chỉnh theo người cao người thấp, bác có thể kéo lên này, đấy, kéo lên hạ xuống tùy theo độ cao thấp, đấy, trượt lên, ok chưa? Còn bên này là ổ đĩa, một ổ đĩa nữa, đấy, 5 triệu 8, chọn bộ như này, 5 triệu 8, à chết 5 triệu 9, nữa bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Ngoài ra bác nào có nhu cầu laptop đều có laptop luôn, laptop rồi iPad, tất cả các loại iPad này toàn quả táo hết thôi. Rồi chào các bác.